Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến gần ngày hôm nay nha. Hôm nay em có nhật bộ mẹ con nha, bộ mẹ con anh gút như cô chú anh chị, bộ mẹ con anh gút nha, bộ mẹ con anh gút này con bò được ngày được 5 tháng rồi cô chú anh chị, con bò mẹ cấy vô được 1 tháng rưỡi rồi nha, 5 tháng bò mẹ cấy được tháng rưỡi nha. Đây. Con bèo bò mẹ này đều đổi phát sữa thì sô khỏi nói luôn, cực kỳ luôn nha, bộ mẹ mắc sữa cực kỳ luôn. Là bộ mẹ con này có mức giá là 30 triệu nha chú anh chị, 30 triệu nha, 30 triệu là giá tại chuồng nha, con này không có bao ship nha, 30 triệu. Con này con nó ú lực thì khỏi nói luôn cô chú anh chị, bộ lực nha, bộ lực ở nó ú lực win rất là tốt luôn bộ lực. Nhưng mà con bộ lực nó bú vào trước nha chú anh chị, đây có là sao đó. Nếu cô chú anh chị nào tẻ ra là mà mua con mẹ không em cũng vẫn bán con mẹ luôn nha. Bộ mẹ con này là 30 triệu nha, còn nếu mà mua con mẹ không là em bán 17 triệu nha cô chú anh chị. Còn con là 13 triệu nha. Nó có hai bú chút xíu nha. Nhưng mà bú này này nuôi là cũng vẫn lớn bình thường nha cô chú anh chị, cứ an tâm nha, không có gì nha. Còn nếu cô chú anh chị nào có sợ thì mình mua con mẹ mẹ không. Con mẹ rất là mát sữa đó cô chú anh chị ơi. Con của chú anh chị nhìn thấy không? Cực kỳ luôn chưa? Con rất là mát sữa luôn con mẹ này. Mẹ này lứa thứ hai nha. Là cái vô được 1 tháng rưỡi nha cô chú anh chị, con mẹ đây. Con mẹ này chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe nha, không xuống gốc nó buồn gì hết nha. Đây. Con mẹ này 4 chiều nha. Đây, con mẹ này có cúng vô mời thiếu chút xíu nha, ít nha. Nhưng sao đây? Đây. Con mẹ rất là mát sữa luôn cô chú anh chị. Con mẹ đẻ được lứa này lứa thứ hai nha. Con bò mẹ sau sân khu em đo là 1m35 nha cô chú anh chị, giữa lưng nó khoảng 1m3 nha. Nè, con mẹ rất là mát sữa, lông da rất là nhuyễn cô chú anh chị ơi. Xây lưng là xây lưng chính luôn nha, như vậy con xây mặt chính luôn nha. Ôi xin lỗi, bò này hai xây mặt nha cô chú anh chị. Thì bò nói chung bây giờ bò nó bò la này thì cái tinh thì mình cũng chăm chế bớt nha. Bò này đầu chuỗi nha cô chú anh chị, bò đầu chuỗi nha. Con bò con là bò đực nha, bò đực rất ú rất là cô chú anh chị ơi nè, mà nó hay bị bú vào trước nha. Nếu cô chú anh chị nào mua con mẹ không em cũng báo luôn nha, con mẹ không là 17 triệu nha, còn con là 13 triệu nha. Đây con mẹ đây, đây lông da rất là nhuyễn cô chú anh chị ơi, tàn rất là dài đòn nha, xương sốc là không có áp xe, không có xuống cúng xuống buồn hết nha. Bò này lại bao thật lỗi cho cô chú anh chị, mẹ rất là tốt luôn, rất là mát sữa luôn cô chú anh chị. Thì bò có đẻ rồi thì em sẽ bàn cho cô chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có loại hơi lú gì thì em sẽ chở bò về thì em sẽ bán nha. Rồi nãy giờ cũng giá như em đã cập nhật thông tin như hình ảnh của bộ mẹ con rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua gì phát triển kinh tế tạ lên nha, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha, em xin đăng ký, xin chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.